Thầy cho em hỏi là cách để duy trì thói quen đọc sách ạ. Vâng, thưa bạn, trong một đời sống thì bao giờ chúng ta cũng có ba phần là tư tưởng, tư duy và hình tướng. Tôi lấy ví dụ, cái cốc nước này nó có cái phần linh hồn, tư tưởng là giúp cho con người hết khát. Về mặt tư duy thì là họ make ra, tức là họ tạo ra một cái cốc nước lọc đủ đảm bảo sạch sẽ, an toàn để giải quyết bài toán hết khát. Và khi chúng ta nhìn thấy cốc nước là hình tướng của cốc nước. Vậy bài toán khi bạn cầm một cuốn sách bạn đọc thì đó là hình tướng, là bạn đọc sách mà trông như người đọc sách chứ không phải là bạn đọc sách. Thì đấy là về mặt hình tướng, là chúng ta có cầm cuốn sách chúng ta đọc. Nhưng câu chuyện thứ hai là đọc sách như thế nào, thì cái đấy gọi là tư duy đọc sách. Cái thứ ba, đọc sách để làm gì, người ta gọi là tư tưởng đọc sách. Vậy câu hỏi đầu tiên chúng ta phải đặt câu hỏi là chúng ta đọc sách để làm gì, thì bài toán phải có tư tưởng rất rõ ràng là đọc sách để giải quyết các vấn đề trong đời sống hiện tại mà mình đang gặp phải. Cho nên khi chúng ta đọc sách, chúng ta phải có mục tiêu đọc sách rất rõ ràng, và nó giải quyết được bài toán trong hiện tại thì sẽ giúp cho bạn đọc sách mà nhớ ngay, thực hiện được ngay và có đam mê đọc sách. Còn nếu đọc sách để giống như người đọc sách thì bạn sẽ rất nhanh chán, bởi vì bạn sẽ chả ứng dụng được cái gì vào đời sống cả. Thì đọc một lúc bạn thấy nó chán và bạn đọc sách như người đọc sách. Cái câu chuyện thứ hai, biết đọc sách để làm gì, để giải quyết trong hiện tại, nhưng mà chúng ta phải biết cách đọc. Thì nguyên tắc đọc sách thì trong cuốn sách nó cũng có ba hệ: hệ tư tưởng, hệ tư duy và hệ công cụ. Hệ tư tưởng tức là lời giới thiệu về cuốn sách. Hệ tư duy để tạo lên cuốn sách chính là hệ thống mục lục. Và cuối cùng là hệ công cụ, là những câu chuyện, ví dụ ở trong cuốn sách để giúp cho mình hiểu từng cái đoạn mà tác giả muốn truyền đạt cái gì. Cho nên trước đây sách để mục lục ở cuối sách, nhưng bây giờ bắt đầu người ta trí tuệ hơn rồi, thì bắt đầu là bao giờ mở cuốn sách ra chúng ta sẽ gặp thấy lời giới thiệu đầu tiên, xong đoạn thứ hai là mục lục, xong bắt đầu với vào đến phần tiếp theo là phần của sách. Vậy thì cái cách đọc sách là bạn phải đọc từ lời giới thiệu trước, thậm chí bạn còn phải tìm hiểu về tác giả. Cũng giống như chúng ta hát một bài hát muốn hay thì chúng ta phải hiểu về tác giả, hiểu về sự trầm tư cuộc đời của tác giả, thì chúng ta mới hát mà nó toát hết được cái hồn của tác giả và hồn của bài hát ra ngoài, thì giúp cho người nghe họ cảm nhận được cái giá trị đó. Vậy thì tương tự như vậy, bạn đọc cuốn sách, bạn phải đọc lời giới thiệu và hiểu về tác giả của cuốn sách. Sau đó bạn sẽ đọc đến phần mục lục, và rồi bạn mới đọc vào phần cuốn sách. Và sau khi đọc xong thì bạn phải chốt được là bạn ứng dụng cái cuốn sách đấy vào việc gì trong cái công việc của mình. Thì như vậy, đọc sách nó mang lại giá trị cho đời sống an lạc, thì khiến cho bạn đam mê đọc sách. Còn đọc sách mà chỉ để có thêm kiến thức mà không biết ứng dụng thế nào, thì vào một lúc đẹp trời bạn sẽ cảm thấy đọc sách là một việc vô nghĩa. Vậy tôi nhắc lại, làm thế nào để duy trì thói quen đọc sách? Thì bước 1, bạn luôn phải đặt câu hỏi: bạn cần kiến thức gì để giải quyết bài toán hiện tại trong đời sống của bạn? 2, tìm cuốn sách để giải quyết bài toán đó. Và 3, mới bước đến bước đọc. Trong đọc sách thì phải đọc từ lời giới thiệu và hiểu về tác giả, xong rồi bạn mới đọc sang mục lục, rồi bắt đầu với đọc đến phần thân sách, rồi bắt đầu với ngẫm để chúng ta mang cái này ra ứng dụng trong đời sống như thế nào. Nếu ứng dụng nguyên sách thì nó thành chấp pháp. Vì vậy đừng tập trung vào pháp trong cuốn sách mà tập trung vào tư tưởng của cuốn sách, thì người đó gọi là người biết đọc sách và nhớ được tư tưởng của sách, thì người đó ở là tầng cao quý của trí tuệ rồi. Và chúc cho Quốc Huy biết cách đọc sách để ứng dụng vào đời sống, như thế bạn sẽ duy trì được thói quen đọc sách. Và chúc Quốc Huy càng ngày càng có nhiều kiến thức để ứng dụng vào đời sống. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam thông báo tuyển sinh. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, dành cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc. Mô hình đào tạo được top 20 trường đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng. Tổ chức kỳ thi riêng biệt.
không dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, dựa vào tố chất, tư duy, phỏng vấn trực tiếp cùng doanh nhân. 5 chuyên ngành đào tạo Business Boss, dành riêng cho những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp. Quản trị kinh doanh Business One, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CEO Tourist. Thi càng sớm, học bổng càng lớn, ai sẽ là người xứng đáng được chọn.